Kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Blog Mục Tiêu. Blog Mục Tiêu đang ở phần 1 của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Có hai vị khán giả yêu hết cố nghệ sĩ Vũ Linh đã mua hoa và trái cây đến cúng cho nghệ sĩ Vũ Linh nhé. Chúng ta cùng đem hoa và trái cây vô để cúng cố nghệ sĩ nhé. Hai người cô kia bạn hai có hồng như một ca đang lấy ra vô à. Cô kia hai lắng. Cô kia hai lắng. Quá nhiều bà con cô bác rồi. Chú rồi. Chúng ta sẽ có những cái màu mới. Để phụ thành lục. Lắng luôn. Mày vô cho cái.